Tại vì không biết kiếp trước ba đã làm nên tội tình gì mà kiếp này ba phải chịu cái thân mà bị liệt nửa người suốt hơn 14 năm phải chịu những cái khổ đau như vậy. Thì thôi bây giờ để một phần nào để sám hối cho cái tội lỗi của mình, thì bao nhiêu công đức có được thì mình nguyện xin hồi hướng cho ba có thể được vãng sanh, được học hỏi chánh pháp của Đức Phật. Một điều nữa thì mình muốn nói với các bạn rằng, thì những ai còn có cha, những ai còn có mẹ, ít nhiều gì các bạn cũng đang sống trong cái sự quan tâm của gia đình, thì xin hãy nhớ rằng còn có cha còn có mẹ thì thật là hạnh phúc biết bao. Thì các bạn hãy nên cố gắng thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với cha mẹ, đừng đợi đến khi cha mẹ mình đã mất rồi, lúc đó mới sám hối ăn năn rất là muộn màng. Mùa Vu Lan này các bạn được cài bông hồng màu đỏ, còn chúng mình đây phải cài cái bông hồng màu trắng như vậy. Thì mong các bạn hãy thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với cha mẹ của mình, để đừng đến khi mất rồi mới biết hối hận, mới biết ăn năn cho cái hành động của mình. Vâng, câu chuyện của bạn vừa qua chúng ta thấy rất là xúc động. Với hình ảnh một người cha 14 năm trời nằm liệt giường với căn bệnh tai biến mạch máu não. Thế nhưng mặc dù bạn lên Sài Gòn học, mặc dù nằm trên giường bệnh, thế nhưng mỗi khi con đi vẫn nhắn gửi người nhà gửi cho con những trái sầu riêng mà niềm yêu thích nhỏ lúc nhỏ của bạn. Và đến lúc chuẩn bị rời khỏi thế giới này vẫn kêu con đến để dặn dỗ những lời thương yêu. Các bạn thấy không? Cha mẹ của chúng ta thương chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Cho nên các bạn nào ở đây, chúng ta còn cha còn mẹ phải biết trân trọng và thương yêu. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa tất cả các bạn, vẫn nghe chim bịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Các bạn thân mến, trong những ngày qua tuy xa nhà về tham dự khóa tu, song những nhiều bạn vẫn được diễm phúc cha mẹ gọi điện đến quan tâm chăm sóc. Song trong khi bao bạn khác diễm phúc còn mẹ, thì bạn Ngọc Nhật trên đây lại thấy bơ vơ. Cứ chiều về, bạn thường đứng một mình dưới hiên như đợi trong bóng hình của mẹ. Nhưng mẹ bạn đã đi xa, xa dần về một phương trời mù khơi vô định. Bạn đã mất người mẹ thân yêu của mình từ khi còn nhỏ tuổi. Với bạn, nó mãi như một hoài niệm bâng khuâng về những ngày tháng đau buồn nhất. Ngọc Nhật thân mến, em có thể chia sẻ cho các bạn biết cái nỗi buồn của em về hình ảnh về người mẹ suốt đời mà bạn không quên, cho các bạn chúng ta ở đây biết được hay không? Xin mời bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, thưa các bạn trẻ thân mến, mình tên là Nguyễn Ngọc Nhật, pháp danh của mình là Thiện Minh, mình đến từ thị xã Ba Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay mình rất là vinh dự khi được tham gia cái buổi pháp đàm chủ đề suốt đời không quên ngày hôm nay. Như các bạn biết đó, ở trong cuộc sống có khi mà ta đánh mất cái niềm hạnh phúc mà ta đang có trong tầm tay. Đến khi mà tâm đến cái hạnh phúc mà ta có, ta không bao giờ trân trọng nó, ta xem thường. Đến khi mất rồi, muốn tìm lại thì cũng không bao giờ thấy. Thì ta cảm thấy thật là lạc lõng và bơ vơ. Mình cũng vậy. Sau những cái chuỗi ngày mà mình sống êm đềm bên má, mình không cảm nhận được cái tình thương của má, được má chăm sóc, má yêu thương. Cho đến khi má đi rồi thì mình rất là ân hận, mình rất là buồn. Khi mà mỗi khi mà buổi chiều mình nhớ về má thì rất là buồn. Nhưng mà tất cả những đó nó chỉ còn là kỷ niệm mà có lẽ suốt cuộc đời này mình không bao giờ quên. Những cái buổi chiều mưa ở Hoàng Pháp, trời mưa rất là buồn, khung cảnh nó rất là buồn, thì mình ngồi mình nhớ về người mẹ thân yêu của mình, người má kính yêu của mình, thì
Mình còn nhớ là những cái ngày đó là những ngày giáp Tết, buổi chiều của những ngày giáp Tết. Thì cái chiều hôm đó là mình, chiều hôm đó mình gần Tết mình đi chơi, mà trong khi đó thì má mình đang bệnh, nằm ở trên giường bệnh đó. Thì mình không có nghĩ gì tới cái căn bệnh má mình đang chịu. Má đang trong cơn đau quằn quại. Thì khi mà, nhưng mà mình vẫn đi chơi. Thì khi mà, rồi má mình mới nói một câu mà làm cho suốt cuộc đời mình không bao giờ quên. Má nói: "Nhật ơi, chiều tối rồi con bỏ má đi sao con?" Mình vờ nha, mình không nghe thấy, mình lặng lặng mình đi chơi vậy. Cho đến khi mà cuộc vui mình tàn rồi, khi mà mình chơi mình vui sướng xong rồi, mình chơi mình thỏa mãn rồi, thì mình quay trở về nhà. Khi mà mình trở về nhà thì mình rất là bất ngờ khi mà trong nhà của mình rất là đông người. Thì rất là đông người nhưng mà mình không thấy má của mình đâu cả. Thì mình mới hỏi mọi người, thì hỏi mãi thì cô cũng mới nói là: "Má mày đang hấp hối, cậu mày chở má mày đi lên nhập viện rồi." Mình nghe như vậy thì mình rất là bất ngờ, mình rất là hoảng hốt, mình rất là sợ. Và mình chạy lên bệnh viện, mình chạy mình tìm má khắp nơi. Thì khi mà cái hình tượng đầu tiên mà đập vào mắt mình là người má đang nằm trên giường bệnh, người má thân gầy yếu đang nằm trên giường bệnh. Rất lúc đó mình nhìn má, mình rất là thương má. Thì mình chạy tới, mình ôm má, mình lay má, thì mình xin lỗi má. "Con xin lỗi má, con tới rồi, con sai thật." Lúc đó mình chỉ nói được như vậy thôi. Thì má mình mới cầm tay mình lên, mình nói. Và má mình nói: "Má không có trách con. Con hãy ráng ngoan, hãy ráng học, sau này lo cho tương lai và lo cho ba nữa." Đó, tới đó thì má mình nhắm mắt xuôi tay, má mình đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Mình rất là buồn, mình không biết nói, mình lúc đó tất cả những cái mọi thứ xung quanh mình dường như sụp đổ tất cả. Mình buồn vô tận và mình chỉ biết gọi lên má ơi, hai tiếng má ơi, mình gọi lên trong cái tiếng khóc vậy. Thì khi mà mình gọi lên như vậy thì mình rất mơ ước, mình rất mong có một cái lời hồi âm, cái tiếng nói ngọt ngào êm dịu ngày nào của má. Nhưng mà vô vọng, tại vì má mình đã đi rồi. Thì mình nhớ lại ngày xưa khi mà còn má, thì khi mà những cái lời của má nói mình xem rất là bình thường, nhàm chán, không muốn nghe. Đến bây giờ khi mà má mất rồi, những cái lời nói đó mình thèm thuồng được nghe lắm. Mình thèm thuồng được những cái lời ru của má lắm. Nhưng mà mình nghĩ suốt cuộc đời này mình không bao giờ được nghe nữa. Rồi những cái nỗi ngày xưa khi mà má mình còn sống, những cái nỗi niềm riêng tư, những cái nỗi niềm riêng tư, những cái điều mà mình khó nói trong lòng, mình hay tâm sự với má. Thì má sẵn sàng mà gánh hết tất cả để cho mình có được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà bây giờ má mất rồi, những cái nỗi niềm riêng tư ấy, những cái nỗi buồn ấy thì mình không biết tỏ cùng ai cả. Mình phải tự mình gánh vác. Tại vì mình hiểu rõ rằng là không có ai có thể hiểu mình hơn má của mình cả. Mình rất là buồn, mình rất là thương má. Mình nhớ về má mình rất là ân hận. Giá như mà mình biết trước được những cái ngày ấy là những cái ngày cuối đời của người má thân yêu của mình, thì mình hứa là mình sẽ không bao giờ bỏ má mình đi chơi. Mình sẽ ở nhà với má. Mình sẽ chăm sóc má mỗi khi mà má cần một ly nước hay là một cái chén cơm chẳng hạn. Nhưng mà mình rất là vô tâm, mình rất là bất hiếu, mình bỏ má đi chơi mà trong khi đó má mình đang bị bệnh. Bây giờ thì mình rất là ân hận. Những cái lời nói mà bây giờ mình muốn nhắn nhủ tới má, mình hy vọng là ở cái thế giới bên kia má mình sẽ nghe được. Má ơi, chiều nay ở một khung trời vắng mát,